Xin chào thầy và tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin trình bày một cái clip nói về lao phổi theo một cái phương pháp mới của thầy Nguyên, đó là 123. Và cái tài liệu tham khảo của mình đó là cái cuốn sách Microbiology Made Ridiculously Simple cho bạn thứ 6. Thì độ lớn cuốn sách này thì nó rất là dễ học cho những cái bạn mà muốn học về môn vi sinh. Ngoài ra thì nó cho mình những cái hình ảnh để gợi nhớ, có tính gợi nhớ rất là cao. Thì những bạn nào mà muốn ôm lại về cái phần kháng sinh á thì cũng nên kiếm cái cuốn này đọc, thì học sẽ rất là dễ. Vậy thì phương pháp 123 là gì? Thì ở đây là một thì mình nói về những kiến thức căn bản, basic sciences. Thứ hai là những cái triệu chứng lâm sàng cũng như là các cận lâm sàng chúng ta sử dụng. Và cái thứ ba là theo ABC. A đó chính là etiology, đó chính là những cái nguyên nhân và những cái yếu tố nguy cơ. B chính là pathogenesis, là cái cơ chế bệnh sinh. Và cái C chính là pathophysiology, là cái sinh lý bệnh. Sinh lý bệnh đây chính là cái hậu quả do cái pathogenesis nó gây ra. Thì phần thứ nhất chúng ta nói về basic sciences thì nó có rất là nhiều, ví dụ như về giải phẫu sinh lý, mô phôi vi sinh vân vân. Tuy nhiên ở đây mình chỉ xin tập trung vào hai vấn đề, đó là sinh lý là nói về thông khí ở đỉnh phổi, cái thứ hai là về vi sinh là nói về cái con Mycobacterium, tức là trực khuẩn kháng axit. Thì trước đây người ta có một cái quan niệm sai lầm, đó là những cái con lao xong ở đỉnh phổi là do thông khí ở đỉnh phổi thì nó tốt hơn so với thông khí ở đáy phổi. Thì quan niệm này là sai lầm. Ở đây bạn thấy là cái tỷ lệ mà V trên Q ở đỉnh phổi là 3.3, cao hơn rất là nhiều so với cái đáy phổi. Do đó người ta nghĩ là cái tử số này nè, chính là cái độ thông sự thông khí phổi ở đỉnh phổi nó tốt hơn. Tuy nhiên á, thực tế bạn thấy là cái sự thông khí ở đỉnh phổi nó còn thấp hơn cả thông khí ở đáy phổi nữa. Ở đây đỉnh phổi chỉ có 4 lít trên phút thôi, mà đáy phổi tới 6 lít trên phút lận. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà cái tỷ lệ V trên Q này nó thay đổi, nó khác biệt lớn như vậy giữa đỉnh phổi với lại đáy phổi? Thì đó là do sự tưới máu. Thì ở đây tưới máu của đỉnh phổi chỉ có 1.2 lít trên phút thôi, còn ở đáy phổi là tới 10 lần. Bây giờ bạn thấy là so ra ở đáy phổi nó gấp gần 10 lần so với đỉnh phổi về sự tưới máu. Do đó mà cái lượng khí mà được thông khí vào phế nang ở đỉnh phổi ở đây á, nó rất là hạn chế trong cái việc là khuếch tán qua mao mạch trao đổi với máu. Do đó mà cái ở đỉnh phổi thì nó dư lại oxy rất là nhiều. Do đó mà những cái con vi khuẩn lao á, là những con hiếu khí tuyệt đối, thì nó ưa ở cái đỉnh phổi nha, chứ không phải là do thông khí đỉnh phổi tốt hơn thông khí đáy phổi. Cái thứ hai á, là mình muốn nói về vi sinh. Thì ở đây mình nói về cái những con trực khuẩn kháng axit Mycobacterium. Thì ở phần này rất là quan trọng, thì các bạn tập trung ở cái phần này nhiều một chút xíu. Là khi mà mình hiểu rồi á, thì trong cái phần mà cơ chế giải thích về cơ chế bệnh sinh hay là sinh lý bệnh nó sẽ rất là dễ thôi, chỉ cần một nốt nhạc hay là nói là xong rồi. Thì đối với con trực khuẩn mà kháng axit thì mình thường nghe nhất đó là con tuberculosis, là cái bệnh lao, và con Lepra trong cái bệnh phong cùi. Ngoài ra thì nó còn một cái phân nhóm khác nữa, người ta đặt tên đó là NTM, tức là những cái con trực khuẩn kháng axit Mycobacterium nhưng mà không phải là lao. Thì đặc điểm chung của những cái con này đó chính là nó có một cái lớp lipid rất là dày, nó kháng được axit và kháng được cồn. Do đó mà khi chúng ta nhuộm á, trong cái phương pháp Jan Nelson á, thì nó vẫn giữ được cái màu đỏ của carbofuxin. Tức là gì? Thường nhất là mình hay sử dụng là cái đờm của bệnh nhân, sau đó mình đi mình nhuộm với lại thằng carbofuxin, là một cái chất nhuộm có màu đỏ. Sau đó mình nung lên để cho cái phẩm nhuộm này nó bám chặt hơn vào cái con vi khuẩn này. Sau đó mình mới dùng một cái hỗn hợp axit cồn, trong này gồm 95% là cái cồn ethanol và 3% là axit HCl. Thì chúng ta tẩy cái màu carbofuxin này đi và để nhuộm thêm cái phần xanh methylene. Tuy nhiên là cái lớp lipid này nó kháng được axit, kháng được cồn. Do đó mà cái màu đỏ này của carbofuxin nó vẫn còn. Thì trong cái cuốn sách tham khảo mình á, mà để cho dễ nhớ, thì mình hãy hình dung ra là một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy rất là nhanh. Và cái màu đỏ ở đây là được tô nhờ một cái cây sáp mà màu đỏ. Như vậy chính cái lớp sáp này, cái lớp lipid này nó giúp cho giữ được cái màu đỏ của carbofuxin khi mà nhuộm Jan Nelson đó. Và bạn để ý là cái chữ fast ở đây á, là chính là chữ acid fast này nè, tức là kháng acid. Một cái đặc tính nữa là nó là hiếu khí tuyệt đối, do đó mà nó thích sống ở đỉnh phổi, này mình giải thích rồi. Cái đặc tính của cái con này á, là nó nhân lên rất là chậm. Bình thường là khoảng từ 16 tới 20-22 giờ thì nó mới nhân lên một lần. Những cái con vi khuẩn bình thường thì khoảng là 10 tới 12 phút là nhân lên một lần rồi. Do đó mà khi chúng ta cấy á, thì mất khoảng phải 6 tuần, thì khi đó chúng ta mới thấy được cái khúm nè.
Và đây là cái phần rất là quan trọng nói về cái độc tính của cái nhóm này. Các bạn để ý cái phần này chút xíu, và để khi bạn hiểu này rồi á, trong cái phần cơ chế bệnh sinh á, là chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Thì trên những cái con mà Mycobacterium nó có một cái loại lipid rất là đặc biệt mà chỉ duy nhất nó có thôi. Và cái lipid này nó chính là cái mycozide. Ở đây mycozide được được tạo nên từ hai cái axit béo mycolic cộng với lại một carbohydrate. Ở đây các bạn dễ nhớ là Mycobacterium, người ta lấy lại chữ myco thì nó sẽ có axit béo mycolic, thì chỉ duy nhất trên cái nhóm này mới có thôi. Tiếp theo là cái cord factor, dịch ra là yếu tố tạo thừng. Thì cái này nó chỉ duy nhất có trên cái con lao mới có thôi, còn những cái con khác trong cái nhóm Mycobacterium này nó không có, duy nhất trên con lao thôi. Nó được cấu tạo từ hai cái axit béo mycolic cộng với lại một cái disaccharide kết hợp với disaccharide. Thì nó có tác dụng là nó ức chế cái neutrophil xâm nhập vào, và cái thứ hai nữa là nó làm tổn thương cái ti thể của tế bào. Tiếp theo là sulfatide, là có cấu trúc tương tự như là cái cord factor này, tuy nhiên nó có một cái góc sulfat nó gắn thêm lên cái disaccharide thôi, và nó có cái tác dụng là ức chế cái sự dung hợp giữa cái phagosome và lysosome để tạo ra những cái enzyme mà tiêu diệt vi khuẩn. Chính do đó mà một cái con lao nó có hai yếu tố này nè, nó sống tốt ở trong những cái con đại thực bào. Và thêm nữa nó có một cái yếu tố WAXD. Cái WAXD này cũng là một cái loại mycorrhiza thôi, mà nó sẽ hoạt hóa kích thích cái việc là đáp ứng thông qua trung gian tế bào của cơ thể. Như vậy chúng ta làm sao để chúng ta có thể nhớ được cái mycozy này nó liên quan gì với cái con Mycobacterium á? Thì trong cái cuốn sách mình tham khảo đó, người ta cho mình một cái hình gợi nhớ rất là cao. Thứ nhất là mình thấy có một cái anh chàng lướt ván, lướt sóng tên là Mike. Cái chữ Mike này giúp mình nhớ được là mycozy. Anh ta đang bôi cái wax này lên trên cái tấm ván trượt của anh ta đó. Cái wax này thì giúp mình nhớ là cái wax D. Trên cái surfboard thì mình nhớ cái sulfatide. Và giữa cái tấm ván trượt của anh ấy với lại cái chân á, có buộc một cái sợi dây thừng, đó chính là cái cord. Thì mình giúp mình nhớ được cái cord factor, để mà khi mà ví dụ đang trượt mà có té xuống đó, thì nó không có bị lạc mất cái tấm ván trượt này. Và các bạn để ý thêm thì anh chàng này rất là gầy, kèm thêm ho nữa, rất là dễ nhớ. Thì để mà theo cái mạch của mình á, thì mình muốn đi cái phần là theo ABC trước rồi mới quay lại phần số 2 là các triệu chứng lâm sàng. Thì ABC thứ nhất là A, ở đây là etiology, là cái nguyên nhân thì quá dễ rồi ha, đó chính là cái con Mycobacterium tuberculosis. Tuy nhiên mình muốn bổ sung thêm là các cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là nghèo ánh sáng, tức là những cái người ít phơi nắng, ít vận động, ít hoạt động thể dục thể thao á, do đó cái sức đề kháng người ta yếu thì người ta rất là dễ bị nhiễm lao. Ngoài ra thì yếu tố là bụi, là do yếu tố công việc tiếp xúc với nhiều bụi, hay là sống ở cái vùng mà bị ô nhiễm, hoặc là hút thuốc lá, hay là có bệnh nền, hoặc là suy giảm miễn dịch. Thì đối với những cái người ví dụ HIV hay AIDS á, thì tỷ lệ nhiễm lao rất là cao. Cái B ở đây mình muốn nói tới cơ chế bệnh sinh, pathogenesis. Thì các bạn chỉ cần nhớ hai ý thôi. Đó thứ nhất là facultative intracellular growth, tức là cái con này nó có cái chữ facultative, tức là không bắt buộc. Đấy là không phải là một cái con ký sinh nội bào bắt buộc ha. Nó có thể phát triển ở ngoài tế bào cũng được mà trong tế bào cũng được, đặc biệt đây là trong cả tế bào đại thực bào nó cũng sống luôn. Thì nó nhờ cái mycozy này mình đã nói rồi, nó gồm thứ nhất là cái cord factor, cái thứ hai là sulfatide, do đó nó sống tốt trong những loại thực bào này, đại thực bào này không làm gì được nó. Cái thứ hai về cơ chế bệnh sinh đó chính là cái cell mediated immunity, tức là đáp ứng miễn dịch thông qua trung gian là tế bào. Thì bây giờ mình muốn nhắc lại về cái cơ chế, thì các bạn nhớ là lúc nãy mình có nói là những con đại thực bào này không tiêu diệt được những cái con lao do nó có cái mycozy này, cái cord factor và lại sulfatide. Tuy nhiên các bạn để ý á, là không phải cái con lao nào, không phải là địch là nó mạnh, con nào cũng mạnh, cũng có con mạnh con yếu, và nó không phải là tuyệt đối là tất cả đại thực bào không tiêu diệt được. Trong đó có một số rất ít thôi, một số con đại thực bào á nó vẫn tiêu diệt được những cái con lao mà nó yếu á. Thì khi mà nó tiêu diệt được xong á thì nó sẽ mang cái antigen, cái kháng nguyên của con lao này, nó về nó trình diện, nó chạy về nó báo với lại thằng T helper cell, tức là cái CD4 trình diện với nó. Thì con T helper cell khi nhận được cái thông tin này á, nó sẽ tăng sinh về số lượng và biệt khóa, tạo thành hai cái dòng, đó là memory T cell là T nhớ, và cái CD8 tức là T killer. Cái này nó nhớ thì để những cái lần sau khi mà mắc lại con lao này nó hoàn toàn có thể tiêu diệt được.
Còn cái CD8, cái T-killer này nó sẽ kéo quân để nó đánh con Lao này. Ngoài ra nó sẽ tiết ra những cái cytokine hay là lymphokine để nó hoạt hóa, nó hóa hướng động những cái con đại thực bào kéo tới nữa để có thể tiêu diệt được cái con Lao này. Thì từ hai cơ chế bệnh sinh này á, nó sẽ dẫn tới các cái sinh lý bệnh sau. À, cái hình này là để giúp mình nhớ lại cái nãy mình có nói cái microsite này ha. À, chỉ cần nhớ lại cái hình anh chàng này thôi thì các bạn sẽ nhớ được hết cái core factor với lại cái sulfatide. Sẽ dẫn tới những cái sinh lý bệnh nào? Thứ nhất, nó sẽ hình thành nên những cái hạt viêm. Những cái hạt viêm này nó có tính khu trú. Lúc đầu nó là những cái hạt viêm nhỏ, sau đó nó thành những cái hạt lớn hơn. Do đó lúc trước á, người ta nhầm lẫn, người ta mới nghĩ là nó là những cái u hạt. Người ta mới gọi nó là granulomer. Tuy nhiên bản chất nó không phải, thực sự nó ra là những cái hạt viêm, granulomatous inflammation. Thì cái hình ảnh của hạt viêm này là có hình ảnh những hình tròn hay hình bầu dục như này đây. Bên trong lòng của nó là có caseous necrosis, tức là hoại tử bã đậu. Ở đây chữ caseous necrosis, caseous dịch ra thực sự là nó trông giống như phô mai. Tuy nhiên là các thầy Việt Nam mình thì dịch ra là hoại tử bã đậu, thì do cái hình ảnh nó giống thôi. Thì xung quanh cái vùng hoại tử bã đậu này thì nó có các cái lymphocyte rất là nhiều bao quanh ha, và các cái con đại thực bào bao quanh cái vùng này nữa. Thì bên trong này cái con Lao nó vẫn còn còn sống được ở cái thể ngủ. Tuy nhiên á, trong tương lai nó có thể bùng phát ra và để nó gây lại bệnh Lao cho bệnh nhân này. Thì những cái hình ảnh này á, là do những cái hạt viêm này á, do cái ông một cái ông tên là Gon, một cái nhà bệnh học tên là Gon người Úc, ông phát hiện ra, do đó mới đặt tên là những cái Gon Focus. Thì đây là cái hình ảnh trên X-quang. Những cái Gon Focus này khi mà nó bị nhiễm bội nhiễm á, thì người ta sẽ đổi tên nó thành là Gon Complex. Và chúng ta thấy có cái hình ảnh đó là có canxi hóa nè. Do đó mà và thường hay nằm ở cái vùng là rốn phổi. Do đó mà trên X-quang á, mình nhìn cái vùng này nó trắng hơn, đó, trắng hơn so với cái những cái vùng khác. Thì con Lao nó xâm nhập, khi mà nó xâm nhập vào trong phế nang á, nó còn đi sâu hơn nữa, nó ảnh hưởng tới cái phần nhu mô phổi. Nó dẫn tới cái tình trạng là xơ hóa phổi cũng như là canxi hóa. Do đó người ta đặt, nếu mà chúng ta thấy những hình ảnh này trên X-quang thì người ta gọi nó những cái phức hợp RANK. Ok, ở đây là caseous necrosis, chính là cái hoại tử bã đậu ở đây. Ok, như vậy mình đã đi xong phần 3 rồi, bây giờ mình quay lại phần số 2, đó là các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là các cận lâm sàng mình sử dụng để chẩn đoán cái con Lao. Thì ở đây mình chia ra là nguyên phát hay là thứ phát. Đa số những cái bệnh nhân mà bị Lao thì hầu như là không có triệu chứng, có thể là phát hiện thông qua chụp X-quang định kỳ hay là tầm soát bệnh thôi. Và thường sẽ có những cái triệu chứng nhiễm Lao chung, đó là mệt mỏi, chán ăn, rồi là sốt nhẹ về chiều, sợ nước đó, sợ tắm. Tuy nhiên trong khi mà những cái con Lao mà nó xâm nhập đi sâu hơn á, nó có thể ảnh hưởng tới những cái mao mạch phổi nữa, nó làm vỡ những cái mao mạch phổi này ra, thì có thể là từ cái ho khan á có thể chuyển sang là một cái ho ra máu. Rồi bệnh nhân thì sụt cân hay là có khó thở và đau ngực cái mơ hồ. Những cái cận lâm sàng mà chúng ta sử dụng trong chẩn đoán Lao, thứ nhất đó là có nhuộm soi, là cái nhuộm gen Nelson mà lúc đầu trong cái phần vi sinh mình đã trình bày đó, nhuộm màu đỏ bởi carbofuxin, sau đó là tẩy bởi cái hỗn hợp axit cồn và nhuộm tiếp với lại cái xanh methylene, thì những cái con này nó sẽ vẫn giữ được cái màu đỏ của carbofuxin do cái lớp lipid dày của nó. Tuy nhiên á, là kết quả người ta trả về á, người ta không có nói là người bệnh nhân này là bị Lao hay là không. Tức là thay vì người ta ghi chữ BK, tức là bacillus được cóc, tức là cái con Lao đó, thì người ta chỉ có ghi kết quả là AFB dương tính hay là âm tính thôi. Cái AFB ở đây tức là viết tắt của chữ acid fast bacilli, tức là từ khoảng kháng axit. Thì vì cái nhược điểm duy nhất của cái nhuộm soi này nè, đó là nó chỉ cho mình biết trong cái đờm của bệnh nhân á, là có trực khuẩn kháng axit hay không, Mycobacterium hay không thôi, chứ không có xác định được, không có khẳng định được là bị nhuộm nhuộm bị nhiễm Lao hay là không. Do đó mà kết quả trả về người ta chỉ ghi là AFB dương tính hay là âm tính. Phương pháp tiếp theo là nuôi cấy định danh, thì do cái tính chất là nhân lên của cái con Lao này thì rất là chậm, do đó mà mất một cái thời gian dài để có thể mới thấy được được khủng. Do đó khi chúng ta lấy mẫu hoặc là chúng ta làm mà nó không có chính xác đó, thì bắt buộc phải làm lại, thì lại mất thêm một cái khoảng thời gian 3 tuần nữa. Tiếp theo là cái PPD skin test, là tên tiếng Anh. Cái tên tiếng Pháp của nó thầy cô hay gọi á, là tuberculin hay là montu test. Ở đây người ta sẽ dùng những cái con vi khuẩn Lao mà của người đó,
mà những cái con này đã chết rồi, người ta dùng cái độc, người ta dùng những cái con này người ta tiêm trong da và để người ta thử xem cái phản ứng của cơ thể thông qua cái miễn dịch trung gian tế bào thì cái phản ứng này dương tính thì như thế nào. Thì sau 1 2 ngày á, thông qua cái đáp ứng mà trung gian tế bào nãy mình đã trình bày trong cái phần cơ chế bệnh sinh thì cái chỗ tiêm này này nó sẽ hình thành một cái nốt cứng và nó đỏ. Thì sau khi mà chúng ta thấy cái nốt cứng đỏ rồi đó, việc tiếp theo chúng ta đó là đo cái đường kính của cái nốt này. Ở đây mình thấy là người ta chọn cái mốc là lớn hơn bằng 5 mm. Thì đối với những cái người mà bị nhiễm HIV hay là có tình trạng suy giảm miễn dịch, do đó cái miễn dịch người ta kém đó, do đó mà cái nốt này nó nhỏ thôi, chỉ có lớn bằng 5 mm. Còn những cái người mà ở trong những cái quốc gia, những cái đất nước mà có tỷ lệ cao bị mắc bệnh lao, ví dụ ở nước Việt Nam chẳng hạn, thì cái tiêu chuẩn là lớn bằng 10 mm, còn những đối tượng khác là 15 mm. Tuy nhiên cái Montu test này nó có những trường hợp dương tính giả và âm tính giả. Dương tính giả là mình gặp trong trường hợp ví dụ như là dương tính giả này gặp trong trường hợp là trẻ em á, là nó đã có tiêm vaccine BCG, vaccine ngừa lao rồi đó. Do đó mà cái test da này á, nó cũng dùng để kiểm tra lại xem thử có cái đáp ứng đối với vaccine hay không. Tiếp theo là nó sẽ cho những cái trường hợp âm tính giả, tức là khi mà người này có bệnh á, người này bị nhiễm lao đó, tuy nhiên là kết quả là ra âm tính, thì do những cái người này bị suy giảm miễn dịch trong những người bệnh nhân HIV đó, thì khi này cái đáp ứng miễn dịch họ quá kém rồi, do đó dẫn tới cái trường hợp đó là cho kết quả vẫn âm tính luôn. Ngoài ra thì mình có X quang ngực. Nãy mình đã có trình bày rồi trong phần cơ chế bệnh sinh rồi, trong cái phần sinh lý bệnh rồi, thì đó là các cái hạt viêm mà nó có tính chất là khu trú. Thì những cái hạt gon này, những cái thể gon này mà khi nó bị bội nhiễm á, thì người ta gọi là gon complex, hoặc là mình sẽ thấy cái hình ảnh là xơ hóa phổi hay là canxi hóa phổi đó, người ta gọi là cái Fischer rank. Tiếp nữa đó là cái gene expert MTB hoặc là RIF. Ở đây nó là một cái hệ thống tự động, mình dùng đàm của bệnh nhân mình đưa vào trong cái máy này và nó sẽ chạy cái PCR, nó giải mã ra cái gen của con lao. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình á, là biết được cái mức độ kháng thuốc rifampin của những cái con lao này nữa. Thì nó làm dễ làm, nó nhanh và nó rất là độ tin cậy rất là cao. Tuy nhiên cái nhược điểm giá thành nó sẽ rất là mắc. Tiếp theo làm về công thức máu thì đây là một tình trạng viêm mãn tính, thì bạch cầu tăng nhẹ và chủ yếu ở lympho và nó tăng về cái tốc độ lắng máu, tên tiếng Anh của nó là erythrocyte sedimentation rate, có thể gấp tới 5 lần so với bình thường. Tức là bình thường màng hồng cầu sẽ có cái axit salicylic ấy, nó sẽ tích đỉnh âm, do đó những con hồng cầu này nó sẽ đẩy nhau ra và nó làm cho tốc độ lắng máu ấy, là nó chậm. Tuy nhiên ấy, là khi mà trong những người bị nhiễm lao này thì màng hồng cầu ấy, nó không còn tích đỉnh âm nữa, nó bị thay đổi, nó tích qua điện dương, do đó nó kết cụm lại với nhau dẫn tới là nó làm tăng tốc độ lắng máu có thể gấp tới 5 lần so với bình thường. Như vậy là mình đã xong hết 3 phần theo phương pháp ABC của một cái lao phổi và hy vọng nó giúp ích cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những cái video lần sau.